Quý vị và các bạn thân mến, vài thế kỷ trước, sự tồn tại của các hành tinh nằm bên ngoài hệ mặt trời vẫn chỉ là điều suy đoán. Một số nhà thiên văn học cho rằng vũ trụ tồn tại những hành tinh bên ngoài hệ mặt trời, nhưng do hạn chế về mặt công nghệ quan sát nên không ai biết chúng có số lượng bao nhiêu và liệu chúng có giống các hành tinh trong Thái Dương hệ hay không. Mãi cho đến năm 1992, các nhà thiên văn học mới khám phá ra ngoại hành tinh đầu tiên quay quanh một ngôi sao khác. Kể từ đó đến nay, họ đã tìm thấy hơn 5.000 ngoại hành tinh và con số đó vẫn chỉ được coi như hạt cát trong số hàng tỷ tỷ hành tinh trong vũ trụ. Sự phong phú, đa dạng của các thế giới ấy đặt ra câu hỏi về sự sống ngoài trái đất. Liệu có sự sống nào tồn tại trên các hành tinh đó? Hay có hành tinh nào là phiên bản 2.0 của trái đất hay không? Mới đây, dưới sự hỗ trợ của kính viễn vọng không gian TESS, NASA đã phát hiện một ngoại hành tinh có khả năng sinh sống được. Vậy thực hư câu chuyện này như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng đi tìm hiểu nhé! Sự sống có tồn tại trên các hành tinh khác hay không có lẽ là câu hỏi bí ẩn và hấp dẫn nhất với nhân loại. Kể từ hơn 30 năm trước, khi chúng ta lờ mờ nhận ra rằng có vô số những hành tinh giống trái đất tồn tại trong vũ trụ, con người đã mường tượng về viễn cảnh những hành tinh tràn ngập sự sống. Tuy nhiên, việc tìm kiếm sự sống ngoài trái đất khó hơn những gì chúng ta tưởng tượng. Cho đến tận bây giờ, trái đất vẫn là nơi duy nhất được biết đến là có tồn tại sự sống. Nhưng không tìm thấy không đồng nghĩa với việc không có. NASA và các tổ chức nghiên cứu vẫn không ngừng tìm kiếm, quét bầu trời đêm. Dựa vào những gì chúng ta biết về trái đất, các nhà khoa học đã bắt tay tìm kiếm những hành tinh tương tự như trái đất. Một cuộc săn tìm ngoại hành tinh giống trái đất vẫn đang âm thầm diễn ra. Mục tiêu là một hành tinh đất đá có kích thước, khối lượng tương đương trái đất, nằm trong vùng có thể ở được của sao chủ, nơi có thể giữ nước ở dạng lỏng. Và mới đây, NASA cho biết, dường như họ đã tìm thấy một hành tinh hội tụ gần như đầy đủ các yếu tố như vậy. Một hành tinh có khả năng sinh sống được, nằm tương đối gần trái đất về mặt thiên văn. Đó là ngoại hành tinh TOE-715b. Nó được phát hiện từ dữ liệu của vệ tinh khảo sát ngoại hành tinh TESS của NASA. Nghiên cứu vừa được công bố vào tháng 1 năm 2024. Về mặt ngoại hình, TOE-715b lớn hơn hành tinh của chúng ta một chút. Nó có đường kính rộng gấp 1,55 lần trái đất và nặng gấp 3 lần. Các nhà khoa học gọi những thế giới có kích thước lớn hơn trái đất như vậy là siêu trái đất. Nó đang quay quanh một ngôi sao lùn đỏ có quang phổ loại mờ, cách trái đất 137 năm ánh sáng. Nghĩa là nếu một tàu vũ trụ xuất phát từ trái đất với vận tốc tương đương ánh sáng thì nó cần 137 năm mới đến được ngoại hành tinh. So với công nghệ của con người hiện tại, đây là một khoảng cách rất xa, nhưng xét trong thiên văn học thì nó là một khoảng cách tương đối gần. Điều khiến các nhà khoa học hào hứng với ngoại hành tinh này là nó nằm trong vùng có thể ở được của sao chủ. Vùng có thể ở được hay còn gọi là vùng Goldilocks là vùng không gian xung quanh một ngôi sao mà các hành tinh trong đó có áp suất khí quyển vừa đủ để lưu giữ nước ở dạng lỏng. Và với những gì chúng ta biết về sự sống trên trái đất, thì sự sống có thể tồn tại trên các hành tinh như vậy. Trong hàng nghìn những thế giới đã được tìm thấy, chỉ một số ít những ngoại hành tinh nằm trong vùng hỗ trợ sự sống của sao chủ. Thật thú vị là TOE-715b nằm hoàn toàn trong vùng hỗ trợ sự sống. Điều này khiến nó trở thành một đối tượng được chú ý đặc biệt. Đây là điều kiện đầu tiên nếu một ngoại hành tinh muốn tồn tại sự sống. Ở quá gần sao chủ, nước sẽ bốc hơi hết, còn nếu ở quá xa, nước sẽ bị đóng băng. Các nhà khoa học cho biết, vùng ở được của một ngôi sao được tính toán dựa trên nhiều yếu tố như kích thước, nhiệt độ và khối lượng của ngôi sao, cũng như độ phản xạ của bề mặt hành tinh. Trái đất của chúng ta cũng nằm trong vùng ở được của mặt trời. Bởi vậy, trái đất luôn giữ được nước ở dạng lỏng cách đây hàng tỷ năm trước. TOE-715b quay quanh một ngôi sao lùn đỏ được đặt tên là TOE-715, một ngôi sao mát mẻ hơn mặt trời khá nhiều.
Khi quan sát, các nhà khoa học nhận thấy ngôi sao chủ của hành tinh chỉ có 2 chớp lóe trong vòng 2 năm qua và không hoạt động mạnh, chứng tỏ đó là một ngôi sao già. Nó có khối lượng bằng khoảng 23% khối lượng mặt trời và có nhiệt độ bề mặt khoảng 3.075 độ K, tương đương 2.802 độ C, tức bằng khoảng 50% nhiệt độ bề mặt của mặt trời. Ngôi sao có thể được nhìn thấy ở bán cầu Nam. Tuy nhiên, nó quá mờ để có thể nhìn thấy bằng mắt thường hay những kính thiên văn loại nhỏ. Như các bạn đã biết, sao lùn đỏ là loại sao phổ biến nhất trong dải ngân hà. Hiện tại, sao lùn đỏ là một trong những lựa chọn tốt nhất để tìm kiếm các hành tinh có thể sinh sống được. Những hành tinh quay quanh sao lùn đỏ thường có quỹ đạo gần hơn nhiều so với những hành tinh quay xung quanh các ngôi sao mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, do các ngôi sao lùn đỏ nhỏ và mát hơn nhiều, nên dù nằm gần ngôi sao, nhưng các hành tinh vẫn an toàn trong vùng có thể sinh sống được. Với TOE 715B, nó nằm khá gần ngôi sao. Nó chỉ cách sao chủ một khoảng cách là 0,083 đơn vị thiên văn AU, tương đương 12.450.000 km, bằng khoảng 8,3% khoảng cách từ trái đất đến mặt trời. Do rất gần sao chủ, nên hành tinh chỉ mất 19 ngày để hoàn thành một vòng quanh quỹ đạo. Nghĩa là nếu bạn có cơ hội sống trên hành tinh này, một năm sẽ chỉ tương đương 19,3 ngày trái đất và bạn sẽ được ăn Tết 19 ngày một lần. Quỹ đạo 19 ngày đưa nó quá cảnh thường xuyên dưới tầm quan sát của các kính thiên văn. Khi hành tinh di chuyển qua vị trí giữa ngôi sao và tầm quan sát từ trái đất, nó sẽ chặn một phần ánh sáng của ngôi sao, khiến ngôi sao trông mờ đi một chút. Cho dù đó là một manh mối rất nhỏ, nhưng giúp các nhà khoa học phát hiện ra các ngoại hành tinh. Khi phân tích kỹ hơn về hệ thống, các nhà khoa học nhận thấy, ngoài hành tinh TOE 715B, còn có một hành tinh khác được đặt tên là TOE 715C. Điều thú vị là nó cũng nằm trong vùng hỗ trợ sự sống của sao chủ. Việc phát hiện cả hai ngoại hành tinh đều nằm trong vùng có thể sinh sống được của sao chủ, cách trái đất 137 năm ánh sáng, được coi như một phát hiện quý như vàng của NASA. Tuy nhiên, theo nhóm nghiên cứu, việc hành tinh này có thực sự tồn tại sự sống hay không vẫn chưa thể khẳng định. Nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như đặc tính của hành tinh hay bầu khí quyển, vân vân. Với khoảng cách tương đối gần về mặt thiên văn, ngoại hành tinh TOE 715B là một lựa chọn tối ưu để quan sát bằng các kính viễn vọng, đặc biệt là James Webb, chiếc kính viễn vọng không gian mạnh nhất mà NASA từng chế tạo. Các nhà khoa học dự kiến sẽ sử dụng James Webb để quan sát ngoại hành tinh trong tương lai. Dưới bức sóng hồng ngoại của James Webb có thể cho các nhà khoa học những thông số bên trong bầu khí quyển của hành tinh khi mà nó quá cảnh qua sao chủ. James Webb có thể tìm kiếm bằng chứng về khí quyển, thậm chí xác định thành phần khí quyển của hành tinh. Thành phần hóa học trong khí quyển chính là yếu tố hàng đầu giúp xác định trên hành tinh có sinh vật sống hay không. Một số hợp chất hữu cơ liên quan mật thiết đến hoạt động sinh học sẽ là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự sống. Đây không phải là trường hợp đầu tiên TESS phát hiện những thế giới nằm trong vùng có thể sinh sống được. Kể từ khi đi vào hoạt động năm 2018, kính viễn vọng không gian TESS đã giúp giới thiên văn học phát hiện nhiều hành tinh nằm trong vùng có thể sinh sống quanh những ngôi sao tương đối gần, chẳng hạn như TOE 700D, TOE 2095B, TOE 2095C hay CHAPPIT 1D, v.v. Hy vọng rằng trong thời gian tới, khi các nhà khoa học sử dụng James Webb quan sát TOE 715B, họ sẽ sớm trả lời được câu hỏi liệu trên hành tinh này có sự sống hay không. Đến đây, video của Top Thú Vị cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý khán giả đã luôn yêu thương và đồng hành cùng Hải Yến. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau. Thân ái chào tạm biệt.